sắt đĩa, nó thì chơi hoang nói già xấu quá thiếp hổ chàng, nó giận nó phá tan hoang cửa nhà, nói đây có chị em nhà còn dăm ba thung thóc với một vài cân bông em bán đi giá nợ cho chồng, còn ăn hết nhìn cho bằng lòng chồng con, chứ đang cày ngậm quả bồ hòn cửa nhà ra thế mà chồng con kéo người, nói ra sợ chị em cười, sợ chị em cười em nói ra em giờ chị em cười, con nhà ra xấu lấy phải người đàn mu như dòng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu nặng mình, có chồng cờ bạc thì khổ lắm chị em ơi, có chồng cờ bạc thì khổ lắm chị em ơi.